Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Crypto. Thì nội dung trong video này mình sẽ nói về những cái bạn nào mà không vượt qua kc bước 2 nha. Thì cái video mà hướng dẫn các bạn xe bước 2 á thì mình cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi các bạn. À, nhưng mà có một số bạn á, vẫn không làm được hoặc là vì một cái nguyên nhân nào đó mà các bạn cai xe bước 2 vẫn thất bại nha thì uh, bạn nào mà chưa có tài khoản chitter hoặc là tài khoản chitter của các bạn bị khó thì các bạn tạo một tài khoản mới và các bạn theo dõi lại nha các bạn theo dõi trang chitter của dự án và các bạn làm đúng quy trình cai xe nha thì uh, tất cả mọi video đó uh, các bạn có thể link vào phần bình luận các bạn xem nha hoặc là các bạn có thể tìm lại trên kênh của mình để mà xem những video đó nha mình nói rất rõ về quy trình cai rồi nha các bạn và trong video này mình sẽ nói về những bạn cho dù các bạn làm mọi cách mà các bạn không vượt qua được xác minh cai xe thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn xem nha thì người dùng có thể chọn tham gia xác minh xã hội hoặc là bỏ qua tối đa 4 lần tức là nếu mà các bạn bấm vào một cái phiên khai thác mới mà ứng dụng mời các bạn ca xe mà ví dụ các bạn bận hay là vì một lý do nào đó các bạn không thể nào ca xe ở thời điểm đó ví dụ như là nửa đêm chẳng hạn các bạn không thể nào ca xe thì các bạn có thể mà vài bữa nó có thể mời lại các bạn ca xe tới 4 lần nha nếu mà các bạn bỏ qua 4 lần các bạn không ca xe hoặc là các bạn ca xe thất bại thì chúng ta đọc tiếp nè đó là người dùng tham gia sẽ có quyền truy cập ngay vào bản phân phối Ethereum đấy khi mà chúng ta vượt qua cây sẽ bước hai thì vào tháng 1 nha ngày 1 tháng 1 2024 theo dự kiến là như vậy các bạn sẽ trả cái đồng AC về mạng Ethereum về ví MetaMask của chúng ta nha trong khi những người chọn đó là không tham gia có thể truy cập câu đố cây bước hai sau khoảng thời gian 28 ngày đấy tức là những bạn nào mà KC thất bại nè, không vượt qua KC nè, các bạn bỏ qua người ta mời các bạn KC 4 lần mà các bạn bỏ qua hết 4 lần á thì sau 28 ngày nữa nó sẽ đó là có những cái câu đố để cho các bạn xác minh nha. Thì lúc đó các bạn không cần phải xác minh mạng xã hội Twitter nữa mà các bạn cần phải đó là trả lời câu đố nè để mà xác minh nha. Thì theo cái thông tin mình nắm bắt được á, là cái, nó khoảng hai mươi mấy ba chục câu hỏi gì đó thì các bạn phải trả lời đúng nha trả lời đúng bao nhiêu câu đó là các bạn vượt qua xác bình đó là xác minh thay vì xác minh đó là mạng xã hội Twitter thì các bạn xác minh theo cách trả lời câu đố này nha các bạn. Cho nên bạn nào mà không vượt qua ca xe hộ là ca xe các bạn bị lỗi hay là tài khoản Twitter của các bạn bị lỗi thì các bạn không cần phải lo lắng nha và khi các bạn vượt qua xe bước 2 thì chúng ta cũng sẽ nhận được coi đó là nó sẽ trả trong vòng 10 tháng nha các bạn từ tháng 1 cho đến tháng 10 năm 2024 và tháng 10 là nó sẽ chính thức bước vào mạng mở luôn cho nên khi đó là chúng ta nhận trên cái mạng mở nha nhận trên cái mạng đó là IC luôn nha các bạn chứ chúng ta không nhận trên mạng Ethereum nha thì nó bắt đầu trả ví dụ mỗi tháng nó trả 10 phần trăm nha các bạn tháng 1 nó trả 10 phần trăm tháng 2 trả 10 phần trăm tháng 3 trả 10 phần trăm nó trả như vậy cho đến 10 tháng là đủ 100 phần trăm trả về cho các bạn nha rồi sau này trước khi mà nó trả cái đồng coi về với Ethereum thì nó sẽ có một lần cho chúng ta đặt lại tỷ lệ khó nha các bạn cho nên nhiều bạn nói tại sao không cho đặt lại tỷ lệ khó nhưng mà chưa nha các bạn nhiều nào mà trước khi chúng ta nhận cái đồng IC thì nó mới cho đặt lại nha cho nên các bạn hết sức lưu ý nha rồi đến thời điểm hiện tại mà bạn nào vẫn chưa khai thác cái đồng IC Network á, thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký khai thác cũng như là xem những video hướng dẫn của mình nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả, quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.